Hello cả nhà, mời cả nhà ăn cơm. Đây là chao nè các bạn, đây là nước mắm chao để chấm với lại đậu bắp, còn bắp cải thì chấm với nước mắm. Quá trời ớt luôn, bỏ quá trời ớt luôn. Cay. Trứng. Và đây là ổ qua xào với lại đậu hũ. Trứng luộc. Nhiều ra ngoài hết rồi. Để đây. Mình rất là thích ăn ổ qua xào với lại đậu hũ các bạn. Cải chấm với nước mắm ớt. Ừ.
sẽ cứng hơn. Ăn đũa khó quá, để tay bóc luôn. Thầy chấm thử miếng chao cho ăn cái đứa có hợp không. Bắp cải chấm chao ăn có hợp. Chao này các bạn ăn rất là ngon luôn. Chao này là mua ở trong chùa, mấy người thầy chùa người ta làm, người ta bán, mình gọi mình order rồi người ta gửi về nhà cho mình á. Nó vừa thơm vừa béo, vừa ăn luôn, không cần phải bỏ đường hay là cái gì hết, bỏ ra trong cái hũ là bỏ ớt vô là ăn thôi. Rất ớt nè, quá trời ớt.
Cái vỏ trứng nó rớt vô. Cay. Cay chảy mũi luôn á. Ổ khoai xào với lại tương hột với các bạn rất là ngon luôn, mình rất là ghiền luôn á. Cay.
Lạ. Nhiều khi thèm ăn cơm với lại rau vậy thôi đó các bạn. Nhiều khi cũng ngán thịt đó. Cay quá, như vậy mình cũng no rồi. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nhé. Giờ mình kiếm gì uống khát nước quá. Tại mình cay quá. Xin chào các bạn, bye bye.